quê mình xứ Nghệ, một sân chơi mới dành cho bà con nông dân trên sóng truyền hình Nghệ An. Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, những trò chơi dân gian hấp dẫn sôi động, những cuộc thi tay nghề gay cấn mà thực sự gần gũi thân thuộc với cuộc sống lao động hàng ngày. Quê mình xứ Nghệ góp phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Quê mình xứ Nghệ cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Quê mình xứ Nghệ tại huyện Quế Phong tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái qua các phần thi của hai đội chơi đến từ bản Khoảng, xã Châu Kim và bản Pa Nạt, xã Mường Nòng. Hãy cùng tìm hiểu tò mặc lẹ, một môn thể thao truyền thống, và cùng xem những đôi bàn tay đan lát khéo léo của người Thái. Mời quý vị và các bạn đón xem Quê mình xứ Nghệ vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2013.